Vậy Bảo Hân ơi, Bảo Hân, con đã chuẩn bị thuyết trình chưa? Con chuẩn bị rồi. À, vậy chúng ta sẽ đến với phần thuyết trình của bạn Bảo Hân, Bảo Hân luôn nhé. Con gửi link cho thầy. Ừ. Con xin chào thầy và các bạn. Con tên là Trần Bảo Hân. Năm nay con 8 tuổi. Con sống ở Hà Nội. Hôm nay con sẽ giới thiệu bài dự án Terra ăn bánh donut. Dự án này con có hai nhân vật. Nhân vật đầu tiên là Terra, nhân vật thứ hai là donut. Phần mềm của con có tất cả. Và có tất cả 11 phần mềm trong 12 phần mềm, trong đó có 10 màn chơi và một phần mềm để giới thiệu dự án và một phần mềm thắng. Con có nút play, khi ấn vào nó, con sẽ bắt đầu trò chơi. Bây giờ con xin chơi thử. Sau khi chơi đủ 10 màn thì nó sẽ hiện phong mềm thắng. Dự án của con đây là hết. Con xin thầy và các bạn nhận xét. Rồi, cảm ơn phần trình bày của bạn Bảo Hân. Con có thể ấn chữ R để to và quay lại từ đầu. Phúc Nguyên, con nhận xét sao về bài làm của bạn Bảo Hân con? Phúc Nguyên. Con thấy nó cũng được ạ. Ừ. Rồi, bây giờ Bảo Hân ơi, con có thể dừng con có thể ấy là con mở cho, không phải con dừng chia sẻ mà con mở cái màn hình lên cho thầy nhé. À, chia sẻ lại màn hình đi con. Con thu nhỏ lại cho thầy. Con nhận vào cho thầy cái nhân vật Terra này. Rồi. Bây giờ đây này. Cái dự án này là con tìm hiểu trên mạng hay con tự thiết kế? Con tìm hiểu trên mạng. Hả? Rồi ok. Cái phần ở đây á, nó có cái này thì thầy cũng đã có từng xem nó rồi. Nó rất là kinh khủng. À, đó, cái nhân vật mà Giga nhảy á, nó đòi hỏi một cái con phải hiểu về cái này nó rất cái nhiều. Này là thầy. Đúng rồi, con biết, thầy biết rồi. Cái nhân vật là con lấy lại cái nhân vật Giga trong cái bài này đúng không? À, cái nhảy này, hành động đi của cái nhân vật đây, còn các màn chơi thì con tự thiết kế đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thì ở đây á, thì thầy không thể nào đánh giá con một cái là điểm mà rất tốt được, tại vì cái phần sáng tạo của con trong đây á, đó là chỉ là các màn chơi, các nút, các phong đời. Thầy cũng rất ghi nhận mà bạn làm một cái chương trình win và một cái các nút play, rồi một màn hình chờ, rồi các nhân vật. Nếu mà con có thể khi mà cái màn hình win á, chúng ta có thể thêm các nhân vật như pháo hoa hoặc thêm các nhân vật giống như bạn là Thanh Túc hay bạn là Phúc Nguyên làm ban đầu á con, thì nó cũng sẽ tốt hơn. Rồi thì cái phần code ở đây á, thầy sẽ đánh giá con đó là mức tốt. Mức tốt. Nếu mà có một cái điểm mà cho con nữa, đó là điểm vận dụng.
điểm vận dụng, có nghĩa là con có thể con chưa hiểu rõ lắm về cái khúc cốt ở bên kia, cái phần điều khiển, nhưng mà con đã lấy ra lấy được cái nhân vật đó ra, con ứng dụng vào trong cái bài làm của mình, đó cũng là một cái rất là tuyệt vời. Nếu mà có điểm nào về tốt về ứng dụng đó, thì thầy sẽ cho điểm với con bên đó ha. Về lập trình của con đó, là cái mức của con là tốt, và cái phần thuyết trình của con thì nó cũng là, tại vì con chưa chuẩn bị nhiều, đáng lẽ là giờ học sau con mới thuyết trình cơ, nhưng mà hôm nay đang chưa thời gian thì thầy cũng cho con thuyết trình luôn, nên là cái mức đó là thuyết trình của con thầy thấy cũng rất là hay, cũng rất là đủ. Thầy cho điểm thuyết trình của con là điểm mà rất tốt nhá. Cảm ơn. Rồi. Con không biết đau âm thanh thầy ạ. Hả? Con không biết đau nhạc thầy ạ. À, đau nhạc á hả? Đau nhạc thì nó cũng không phải là khó đâu. Chúng ta cũng y chang như đau cái chỗ trang phục thôi, nhưng mà chúng ta phải đau cái MP3. Định dạng của nó là MP3. Con có thể vào đây này. Ví dụ con nhấn vào thêm cái dấu cộng ở đây đi, thầy chỉ cho con cách đau nhạc. Rồi, bây giờ con gõ bài hát con thích vô đây, tìm kiếm ở đây. Và sau đó con có cái chữ là MP3. Bài hát, tên bài hát con yêu thích tên gì? Rồi, cách ra. Rồi. Con thấy chưa? Con thấy có cái chữ đây này, Lia MP3 Song Download. Rồi. Con có thể download trên Shopee hay là thế này, hay thế này cũng được. Đây. Nó có cái tải nhạc MP3 đó. Nó có cái chữ to đùng cái tải nhạc MP3 đây này. Yeah. Đây đây này, đây này, cái nút này. Từ từ nhé, link download con, đó đúng rồi. Chờ một tí, cái này nó quảng cáo lâu lắm. Đó, đó đó, cái nhạc này rồi. Con có thể bỏ vô trong cái, con bây giờ nhận vô cái chương trình của con ấy, con có thể bỏ nhạc vô được rồi đấy. Cái bài con này, đúng rồi. Con bắt đầu âm thanh này, cái phần âm thanh này. Ta bỏ lên, rồi. Cái file này đau về nó nằm trong download hay sao á. Đó, đúng rồi. Thế nó đăng nhập lên. Và con thể chơi nhạc ở đây. Là xong. Được chưa? Hiểu hiểu chưa con? Bảo Hân. Ừ. Rồi ok. Con ok con.